Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn chế tạo mạch điều khiển công suất lên đến 24.000W, dùng cho mọi loại thiết bị công suất lớn, chỉ dùng vài các vật cần chuẩn bị như sau: bo hàng mạch MOC 3020, connector, điện trở 1,2 kg, điện trở 1 kg, BTA41, tản nhiệt, dây kết nối. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp ráp các cái linh kiện vào trong bo mạch. Đầu tiên thì chúng ta lắp bằng MOC 3020. Con BTA41 vào tổng tận nhiều. Lắp domino lắp điện trở. Chúng ta nối cả cái dây lại, à, sản phẩm của chúng ta đã được hoàn thành như thế này. Đây, sản phẩm của chúng ta đã hoàn thành như thế này. Cuối cùng thì chúng ta kết nối cái bo mạch này để test thử như thế nào nhé.
cấp cho MC 120. Wow, và đây là thành quả mặt đã hoạt động. Vâng, thấy gì kết nối được điều khiển. Vâng, được điều khiển mọi quả rất là tuyệt vời. Và đây quả thì nó công suất rất nhỏ, nhưng mặt này là